Ở hồ xài nhiều quá, nhiều phí áp quá. Chào bà con cô bác nha. Đây, tiếp tục đi ghi hình, ghi hình mấy cài ở hồ Dầu Tiếng nè. Mì ghe, ghe ngoài đảo chở vô ghi hình lại cho cô chú chị các bạn xem cho vui. Quay tấm tan hoài bây giờ quay mấy cài. Bây giờ clip mới cài cho bà con cô bác xem. Đi hết 1.000, 2.000, 3.000 này em. Gấp ghe gấp vô á, vô mới cài không con. Mấy chiếc này là đợi tới tài à. Ghe chở vô à.
về thôi. Rồi như luôn. Bên lên hút. Ghi hình máy cài ở bờ hồ nổi tiếng nè, sẽ cho bà con coi là cái củi đây, máy cài chả mì. Sao phải có chiếc ghe cho bà con coi, đổi chủ đề miếng đi. Quay tăng lễ hoài cũng buồn. Siêu phẩm xuống dốc ra nữa nha bà con cô bác.
thủy lên dốc dốc hồ. Pho 5.000. Giờ chuẩn bị xuống dốc. Xa xa đang có con Fiat. Fiat về. Fiat ngàn. Con ở dưới đang gấp mì nha bà con cô bác. Giờ này trưa rồi, 11 rưỡi rồi. Anh mới cài cũng vắng. Anh con nữa nè. Trùm bạc hay gì rồi. Thôi đang gấp luôn. Có chiếc quy ắt nó chạy vô nữa kìa. Rồi tới trước kho. Rồi chiếc này vô tiếp. Rồi, tiếp tục Jamaica vô nữa. Bị hết này, chuẩn bị ra nè, đầy nè. Giờ sắp hàng chờ tới tài nha bà con cô bác. Giờ 11, 12 giờ đây. Rồi, có 5.000 giao tiếp.